Diễm Thi và Trân Như xin kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ tư ngày 11 tháng 5 với các tin đáng chú ý đầu ngày. Ân xá quốc tế báo động về tình trạng sức khỏe của blogger điếu cày. Bão Ere di chuyển lên hướng Bắc tiến về phía Đài Loan và Trung Quốc. Kính thưa quý vị, cần hành động khẩn cấp cho blogger điếu cày, tức ông Nguyễn Văn Hải, người bị cơ quan an ninh Việt Nam giam giữ và không cho gia đình thăm nuôi. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International hôm qua ra thông cáo báo chí với kêu gọi vừa nói, Tổ chức này bày tỏ quan ngại về an nguy sức khỏe của ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger điếu cày. Thông cáo báo chí của ân xá quốc tế nêu rõ, luật sư và gia đình của ông Nguyễn Văn Hải không được phép thăm nuôi ông 6 tháng qua. Ngay cả quà thăm nuôi và thuốc men cũng không được gửi. Trước đây, ông Nguyễn Văn Hải bị bắt giam 30 tháng về tội danh trốn thuế. Hồi tháng 10 vừa qua, con trai ông thấy ông lần cuối tại nhà tù Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, ông bị giam trở lại với lý do để điều tra thêm về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và gia đình không hề được liên lạc với ông từ đó đến nay. Về kinh tế xã hội, hôm nay giá bán lẻ ga tăng thêm 4.000 đồng bình 12 kg lên 382.000 đồng một bình. Đây là thông báo do Sài Gòn Petro đưa ra hôm qua. Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian 10 ngày, Sài Gòn Petro đã tăng giá ga lên đến 2 lần. Lý do tăng giá được công ty này nói vì giá ga trên thị trường thế giới tăng nên giá trong nước phải tăng theo. Ngoài ra theo Sài Gòn Petro thì do các chi phí đều tăng nên doanh nghiệp phải tăng giá. Cũng tin liên quan, Bộ Công Thương Việt Nam có đề nghị chính phủ cấp bổ sung 100 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu trong nước. Tin nói từ đầu năm đến nay đã có đề nghị nhà nước hỗ trợ thêm 400 tỷ đồng cho 272 đề án xúc tiến thương mại quốc gia của 72 doanh nghiệp và đơn vị trong nước. Trong khi đó, chính phủ thừa nhận là nền lương tối thiểu của công nhân viên chức quá thấp. Theo vụ phó vụ tiền lương Việt Nam, ông Hoàng Minh Hào, trong thời gian qua, mức lương tối thiểu có tăng chút ít nhưng người lao động không đủ sống vì lý do giá cả thiết yếu tiêu dùng đẩy quá cao, tích lũy của người lao động ít theo quyết định 471 của chính phủ thì những người có hệ số lương dưới 3 chấm hoặc người lao động có mức thu nhập dưới 2 triệu đồng một tháng, người hưởng lương hưu sẽ được trợ cấp trong quý 2 mỗi tháng 250.000 đồng. Xin được nhắc lại, lương tối thiểu vừa được điều chỉnh lên 830.000 đồng một tháng hồi ngày 1 tháng 5 vừa qua. Thưa quý vị Việt Nam hôm qua đã công bố chiến lược quốc gia về thể dục thể thao đến năm 2020. Chiến lược này được đưa ra tại hội nghị do Tổng cục thể thao thể dục tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo công bố vừa đưa ra thì mục tiêu đến năm 2015, tỷ lệ người dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 28% dân số, đến năm 2020 tỷ lệ này sẽ lên 33%. Một số chỉ tiêu khác nằm trong chiến lược quốc gia về thể dục thể thao là đến năm 2020, từ 55 đến 60% các trường học đạt chuẩn tốt trong sinh hoạt thể thao ngoài trời. Việt Nam sẽ phấn đấu duy trì vị trí trong nhóm 3 nước hàng đầu ở Đông Nam Á về thể dục thể thao và đứng trong top từ 14 đến 12 tại châu Á. Và thưa quý vị, bão Aire hôm qua di chuyển lên hướng Bắc, tiến về phía Đài Loan và Nam Trung Quốc. Đây là tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam loan đi. Theo trung tâm này, do ảnh hưởng của bão nên ở khu vực Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh, biển động mạnh. Khi quét qua vùng Bắc Philippines, trận bão này đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và một người còn mất tích. Thiệt hại mùa màng được ước tính gần 3 triệu đô la. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ www.youtube.com gạch chéo Araba Vietnamese. Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Dũng Thi và Trần Như xin kính chào tạm biệt quý vị.